Dự đoán One Piece Chapter 1050 tiết lộ God Valley huyền thoại, chính quyền bắt giữ Kaido. Xin chào, rất vui gặp lại đang cho bên em tại chuyên mục xăm soi dự đoán chapter mới hàng tuần. Sau 3 lần bị gõ chùy lũ đầu, cũng là lúc thầm mên bật Haki nhân vật chính khiến phản diện phải ôm hận. Càng ăn hành, Luffy càng mạnh, giờ đây cậu còn được so sánh với đẳng cấp một tứ hoàng hoặc thậm chí là hơn thế. Về cuộc đấm thần khỉ Bai Trang gãy đôi cặp sừng của Kaido, tự hỏi Kulu đã thực sự đủ sức solo một Yonko hay chưa? Aquano sẽ kết thúc tại đây sao? Liệu rằng nó có mở ra thêm một trận chiến vĩ đại nữa như lời tiên đoán của nhiều YouTuber, blogger, một sự kiện tương tự God Valley, thung lũng của các vị chúa chẳng hạn? Tình trạng của Kaido, hành động từ phía chính quyền sẽ là những chi tiết đáng mong đợi trong chương mới sắp tới. Ok, mời anh em cùng trần soi đến với dự đoán One Piece Chapter 1050 tiết lộ God Valley huyền thoại, chính quyền bắt giữ Kaido. Get go! Lý do băng Rocks tan rã. Ở chapter trước, quá khứ bất hảo tứ hoàng bách thú dần được hé lộ. Như thông lệ, mỗi khi chuẩn bị để cho thằng Main bị hạ gục, phản diện sẽ nhớ lại cuộc đời mình như một cuốn phim tua chậm. Một thằng oắt con 10 tuổi chưa ra khơi nhưng đã được cho thưởng 70 củ, quá đáng thật là chứ. Có thưa gì bà chị Lin Lin tuổi ăn tuổi lớn phá nát làng Elbaf rồi lụ luôn tấm poster 50 triệu belly không? Tứ hoàng toàn dân gì đâu thôi. Cũng trong đạo hồi tưởng này, chúng ta biết rằng sau khi gia nhập băng Ross không bao lâu, tập sự Kaido có tham gia vào trận chiến vĩ đại tại thung lũng chúa God Valley. Tin tức thuyền trưởng Sabek bị hạ cùng việc toàn bộ clan hải tặc mạnh nhất tan rã khiến cho thế giới một phen rúng động. Trong một lời thoại, thiên hạ đồn nhau như thế này về lý do những tên cướp biển hàng đầu chịu thua. Băng Ross nát rồi. Đùa, một băng toàn quái vật như vậy. Nghe nói một tên hải quân có tên Gáp đã hạ chúng. Không đời nào, cá là chúng đấu đá nội bộ mà tan bầy, cả lũ bọn chúng mạnh ai nấy chơi. Câu thoại như một gợi ý quan trọng giúp độc giả mường tượng ra cách clan hải tặc mạnh nhất thất thủ trước Gáp và Roger. Giống nhiều phân tích trước đây, lý do logic nhất dẫn đến sự kiện này có thể là mạnh ai nấy chơi theo đúng nghĩa đen. Nhiều lần trả lời hỏi đáp trước đây, mình có nhắc khá nhiều về dự đoán Roger đã quay xe chơi mũi lại Captain Rock bởi vì quan điểm trái ngược của hai người. Hỏi ít nhất, ông không tham gia nhằm giữ danh dự cho bản thân. Tin rằng giờ đây, lúc đã bị Luffy đấm gục xuống mảnh đất Hoa Đô, Kaido sẽ hồi tưởng nhiều hơn về khoảng thời gian trong băng Ross, giải thích tại sao cùng là đồng đội, ông lại thân thiết với Lin Lin nhưng cực kỳ căm ghét bố ra, sẵn sàng phục kích đánh úp băng dù trắng đang trên đường đi đến tổng bộ hải quân. Hẳn bố phải làm một điều gì đó mà Kaido cảm thấy không thể tha thứ được. Trận God Valley huyền thoại. Liên tục nhá hàng về sự kiện God Valley và băng hải tặc Cross huyền thoại, phải chăng bác Oda đang ủ mưu gì à? Rất nhiều độc giả mong muốn có một phần phim riêng về trận chiến vĩ đại này, giải mã hàng tá đều bí ẩn liên quan đến Gap, Roger, Cross. Chỉ cần tưởng tượng cảnh ba người giao chiến cũng đủ phê rồi anh em nhở. Kaido cũng là một trong nhân vật chủ chốt có mặt ở đó, ông hoàn toàn biết rõ chuyện gì đã xảy ra, nhưng từ đầu Aquano đến giờ, lão già gần mới quyết định hồi tưởng một chút về mái nhà xưa của mình. Có thể Oda tiên sinh sẽ tiếp tục yếm hàng God Valley thôi, ấy vậy không loại trừ khả năng một số thông tin quan trọng tiếp theo sẽ được trailer để cho các fan hóng dài cổ. Đó mới là phong cách xây dựng manga của Thánh gợi ý. Tại sao Gap và Roger ở hai chiến tuyến lại bắt tay hợp tác? Gương mặt thật của Rocks là như nào? Các thành viên khác như Dù Bạc, Ngũ Phong, Captain John toàn là những cái tên huyền thoại. Phần flashback lần này sẽ hoàn toàn khác, đặc biệt nhất từ trước tới nay. Nó liên quan đến các huyền thoại thế hệ trước, góp phần củng cố giải thích vô vàn bí mật. Khi One Piece đang đi vào giai đoạn cuối cùng, các nhân vật chủ chốt dần hé lộ, thông tin về God Valley có thể xem như một bức màn sau chót, khai mở ra bí ẩn tầm cỡ quốc tế liên quan đến những người hàng đầu thế giới như Im-sama, Ngũ Lão Tinh, Thiên Long Nhân, Vô Hải Tặc, Anh Hùng Hải Quân. Anh em nghĩ sao về việc tháng 8 năm nay khi Movie Red ra mắt, chúng ta sẽ có thêm một phần phim riêng cực hot nữa mang tên One Piece Film Rock? Oài, nhắc thôi, nổi hết cả da gà lên đây này. Nói chung, Kaido chắc chắn sẽ cameo thêm trận God Valley theo chiều hướng từ ngoài vào trong. Cứ chờ tôi nhé. Động thái tên CP0 thứ 3. Gần cuối chương trước, thằng quỷ sứ CP0 bằng đạn thứ 3 bất ngờ chiếm trọn hai khung hình. Khứa này lặn lầu vãi lũ anh em ạ. Hai thằng đồng đội đánh thấy mợ luôn mà thanh niên kia vẫn an nhiên đứng ngoài quan sát. Người không vì ta trời chú bất diệt, nhận thấy hai chiếc container sắp va quyệt vào nhau, gã mặt hề lặng lẽ cho cách rút lui thượng sách, nhẹ nhàng dùng Soru lặng lặng ra đi khỏi tầm ảnh hưởng. Cay chưa, quá cay là đằng khác, thề chứ, cũng may là gã có đeo mặt nạ,
chứ đằng sau lớp ngụy trang đó hẳn là một gương mặt đang toát mồ hôi hột. Ở trên nào quỷ giây phút nào thì tính mạng vẫn luôn được đặt trong tình trạng báo động. Thanh niên kiểu chạy lại 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 SOS. Đùa chứ, rời khỏi giao tranh, TCP-03 vẫn còn nguyên nhiệm vụ quan trọng của hắn. Như dự đoán, gã này là kẻ mạnh nhất và nguy hiểm nhất trong bộ ba. Những thông tin hắn nắm giữ từ lúc đại chiến bắt đầu là cực kỳ quan trọng, cần phải lập tức báo cáo về tổng bộ. Gần nhất là tái hợp với Rob Lucy cho kế hoạch bao vây Hoa Đồ Quốc. Hắn đang hướng ra phía biển, có lẽ đang cố tìm vị trí hạm đội của chính phủ, đáp xuống uống tí trà rồi chém gió về việc tao đã chiến đấu ngoan cường, đối đầu tứ hoàng, ngũ hoàng các kiểu, khó lắm mới thoát thân xuống được đây. Tầm này cứ ôm hết công lao về mình, thằng quan tiến chức nằm trong lòng bàn tay rồi, hai gã kia đâu thể toàn mạng trở về được nữa. Thiên thời địa lợi nhân hòa đây chứ đâu, màn comeback trở lại của CP0 cũng là dấu hiệu cho việc ngũ lão tinh sẽ có khả năng lên hình trong giai đoạn tiếp theo. Thời điểm trận chiến giữa Luffy với Kaido rơi vào nút trầm, thời gian thích hợp để những chi tiết lịch sử được hé lộ, cùng với đoạn hồi tưởng của ông già Yamato, những lời nói từ Gorosei sẽ rất đáng giá. Liệu Ipsama có nhân dịp này ra mặt luôn không nhỉ? Liên minh nhẫn giả được giải cứu. Dòng nước Maraiso mang đến quả thực không chỉ đơn giản dùng để dập tắt ngọn lửa bùng cháy bên trong lâu đài, nó đang len lỏi vào mọi ngóc ngách cuốn theo liên minh samurai trôi xuống bên dưới, kéo luôn cả mấy tên địch như Apu chẳng hạn. Lúc này, Kiku và Kinemon đang bất tỉnh, yên phận xuôi theo dòng chảy, trong khi Law và Kid cũng hết lực phản kháng. Riêng mỗi Sanji thì có người đẹp bên cạnh âu yếm ôm ấp, nhất anh ba rồi. Trong Sanji giờ đã khỏe hẳn, đúng là có gái thì sức mạnh x10 lần. Trước mặt, Franky sửng sốt chả hiểu dòng nước từ đâu trồi ra. Như vậy có thể bao quát rằng con đường nước mà vị nhẫn giả Cửu Hồng Bao triệu hồi chính là cách tốt nhất để đưa tất cả mọi người rời khỏi tình huống nguy hiểm chung chung. Tuy nhiên, tình hiện tại của Zoro là điều đáng quan ngại nhất. Anh vẫn chưa thể lấy lại được ý thức sau cuộc chiến trường kỳ với tử thần trong tiềm thức. Mình cho rằng khi Zoro thức giấc, chúng ta sẽ biết thêm về thân phận của anh. Xuất thân thanh niên đầu tảo cần có một lời giải đáp thích đáng. Momo đạt đẳng cấp mới. Viêm Vân biến mất, đảo quỷ rơi, thời thế tạo anh hùng, con người chỉ bộc lộ khí chất trong những tình thế hiểm nghèo nhất. Phát hiện mây lửa nâng đảo tan biến, Yamato và Momo hốt hoảng, câu cả nhà bách thú thúc đẩy xâm long lần cuối. Tầm này không tỏa sáng thì nguyên liên minh còn kén ít. Ra đi, ra! Cú dặn để đời đã giúp cho Momo lổi ra được vài đống tròn tròn to đùng, đó chính là Viêm Vân mang nhãn hiệu Hưởng Long 28cm. Momonosuke đột nhiên phá sức mạnh, đạt một đẳng cấp cao hơn trong khả năng sử dụng trá quỷ, từ việc biến hình, kéo mây lửa rồi hiện giờ và tự mình ẻ ra mấy cục mây. Quá trình phát triển sức mạnh của nhóc đang đi lên theo chiều mũi tên thẳng đứng, không thể so sánh với bản gốc Kaido, nhưng ở mỗi khía cạnh, cậu nhóc đều làm được một phần nhỏ, như thế là quá đủ. Sau cú dặn tái cả mặt, Momo cũng hết hơi vì sức mồ hôi. Mây lửa bắt đầu bao quanh đảo quỷ, còn nhóc thì ngã xuống đất thở hổn hển. Nhưng trạng thái doan vẫn được duy trì, chứng minh cậu vẫn còn có thể tiếp tục nâng cao hơn nữa sức mạnh của mình. Vậy trong trường tới, Momo sẽ làm gì? Theo mình, cậu cả nhà Kozuki cần nghỉ ngơi vài giây trước khi ngồi dậy và giúp hết sức tạo ra Viêm Vân hoàn chỉnh. Biết được phương thức, chỉ cần tập trung toàn bộ năng lượng, dẫu chuyện nâng đảo quỷ như Kaido là bất khả thi, vẫn có hy vọng Momo sẽ làm giảm tốc độ rơi đồng thời chuyển hướng Onigashima ra khỏi Hoa Đô. Tầm này, cần có điều gì kích thích nhóc súng mãn trở lại? Anh em nghĩ sao về hai quả đồi của Nami và Robin? Cho Momo xem phát lại hết mệt ngay. À quên, kế bên là có bà chị Yamato cũng đâu phải dạng vừa nhảm. Joy Boy là ai? Joy Boy, cái tên được nhắc khá nhiều từ khi thủy tổ loài voi Zunisha đến đây. Trong quyển nhật ký hải trình, Oden cũng ghi chép tầm quan trọng của nhân vật bí ẩn này. Theo đó, Yamato nói rằng Wano mở cửa là để chào đón Joy Boy đến đây, vì vậy Kaido tự cho mình là đối thủ với người bí ẩn này. Chỉ có cậu bé vui vẻ mới đủ sức để hạ ông ta. King cười đùa nói sẽ không có một người nào như thế. Đối với hắn, tứ hoàng bách thú là thượng cổ chí tôn, bất bại với mọi địch thủ. Thật bất ngờ khi Kaido nói rằng ông thực sự biết Joy Boy là ai. Trong cuộc nói chuyện với thằng đệ tộc Lunarian, ông già Yamato không hề tỏ ra bung đùa. Có lẽ nào lúc còn tại vị ở băng Rock huyền thoại, Kaido đã học được điều gì to lớn từ thuyền trưởng và các người đồng đội toi to mặt lớn của mình. Đây không phải lần đầu tiên sinh vật mạnh nhất thế giới khơi gợi cái tên đình đám này. Trước đó không lâu, khi đập Luffy bể đầu ở chương 1011, Kaido bước qua Sakulu và nói: "Thì ra, người cũng không phải là Joy Boy." Có vẻ như thực sự ông mới biết rõ Joy Boy là kiểu người thế nào. Một thanh niên đam mê sử sách, văn võ song toàn. Không có gì ngạc nhiên nếu tứ hoàng bách thú biết nhiều về thế kỷ trống hoặc những thứ bị che giấu như vương quốc cổ đại.
vũ khí cổ đại hay các nhân vật huyền thoại kiểu Robot chẳng hạn. Giờ đây, vừa bị thằng nhóc kém mình 40 tuổi đấm cho gãy cả xương, cố chấp phủ nhận cậu không phải là cậu bé cười nữa cũng không được. Chỉ có Joy Boy mới đánh bại được ta, Luffy hạ được lão, cậu chính là hiện thân của người đó. Cho đến nay, chưa ai xóa mặt mũi người mà những Roger, Dâu Trắng, Zunisha, Oden, Kaido nhắc đến là như thế nào. Cũng không một ai biết ông ấy bao nhiêu tuổi, tại sao lại được gọi với cái tên là Joy Boy mà không phải là Joy Man. Có thể lời thú nhận của Tứ Hoàng Bách Thú sắp tới, cùng với những lời nhận xét từ Ngũ Lão Tinh, sẽ cho chúng ta biết thêm về thân phận nhân vật huyền thoại này. Joy Boy là tên thật hay chỉ là nickname? Như thường lệ, hồi sau sẽ rõ. Một cuộc chiến mới bên dưới Hoa Đô. Đồng loạt những cái tên chủ chốt hai bên đều nằm xuống, liệu rằng Aquano đã đi đến hồi kết. Bên phía địch, lời thỉnh cầu của người dân trên những chiếc đèn lồng lập tức có hiệu nghiệm, ước cho tên Orochi biến mất mãi mãi, xin hãy đánh bại con sông khổng lồ đó. Và kết quả, Orochi bị Denjiro một chém bách thủ cấp, Kaido vừa bị Luffy đấm úp mặt xuống đất gãy luôn sừng. Kết thúc chưa luôn là một câu hỏi khó để trả lời. Còn bên phe ta, hai chỉ huy là Luffy và Momo đồng thời hết hơi, trơn dai trên mặt đất thở hộc hịch, nhưng mà cả hai vẫn chưa đạt tới giới hạn cuối cùng. Giống như thằng em Sâm Long, Cô Lù chỉ vừa làm quen một phần sức mạnh mới, cậu còn chưa tung ra chiêu thức mạnh nhất của mình. Coi như cuộc chiến tạm ngưng và lợi thế một chút nghiêng về liên minh Samurai, Kaido cần phải bị hạ trước mặt dân chúng của Wano, điều mà ai cũng muốn. Oda chắc chắn không để cho kẻ tàn phá là quốc Samurai 20 năm qua chết bằng cách thầm lặng như thế được. Nhưng ông vừa ăn một cú đấm ngàn cân từ thần mặt trời Nika, và Luffy cũng tạm thời hết hơi. Giống như trong thời gian tạm ngưng này, bên dưới Hoa Đô sẽ có một trận chiến khác xen kẽ vào để giữ nhịp. Chính quyền thế giới sẽ vây quanh tóm lấy ông giải gân bằng bách thú để ôm hết công lao chăng? Có thể lắm chứ, bao đợt tứ hoàng, họ sẽ nâng cao danh tiếng của mình, dù toàn bộ công cán đều do Liên minh Samurai và các sự tân tinh làm ra, những kẻ đứng đầu Marie Joyce đều có quan tâm. Sẽ có một trận đánh giới Wano giữa băng Big Mom và tàn dư ba băng hải tặc mũ dâm trái tim một đồng nát. Khá là trông đợi đấy chứ, mệnh danh băng tứ hoàng gì mà hết game rồi vẫn chưa thấy lộ mặt, mà danh dự nhà Charlotte thực sự luôn. Chờ đấy, họ sẽ trở lại thôi. Ok, trên đây là một số dự đoán mà Captain Trần Soi dành cho One Piece chương 1050. Anh em có suy nghĩ gì về chapter mới tuần sau? Thảo luận ở bên dưới nhé. Rồi, như thường lệ, sau đây là ba chiếc comment may mắn được lên sọc lên Xăm Soi. Lê Vô Danh, một đấm cộng đạo lý mà phụ giá thường, nhưng phải là đạo lý của thằng Min nói ra mà có tác dụng nhá. Pumpy Bot, Ed ơi, nếu Zoden về già rồi thì dâu có chuyển sang màu trắng thì có gọi được là Zoden nữa không ạ? Khó thế ông nghĩ ra được. Lại cô Nguyễn Quân, mong sau này God Oda làm movie về băng rock hoặc có chuyến về God Valley. Bác mà không làm ấy thì fan giận lắm đấy. Cơ mà nếu mà có movie rock hẳn sẽ là một bộ phim bùng nổ nhất từ trước tới nay. Trước đó xem ông chú Red cho đỡ nhớ bạn nhé. Ok, đừng quên để lại dòng comment thật bừa bên dưới để có cơ hội lên sóng trong số tiếp theo. Hãy ấn nhẹ một like, đăng ký kênh nếu chưa làm đó giúp bọn mình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại ở video tiếp theo vào ngày mai. Bye bye.